Nga tăng cường an ninh trước thềm bầu cử. An ninh ở thủ đô Moscow và các thành phố lớn của Nga đã được tăng cường khi chỉ còn vài ngày nữa cuộc bầu cử tổng thống Nga chính thức diễn ra. Số lượng đội tuần tra lúc này đã tăng lên, các biện pháp an ninh cũng sẽ được thắt chặt tại các điểm bỏ phiếu. Theo Bộ Đội vụ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, việc kiểm tra giám sát các điểm bỏ phiếu bầu cử và khu vực xung quanh tại nhiều nơi vẫn đang được tiến hành. Các biện pháp phòng ngừa được thực hiện nhằm ngăn chặn những hành động bất hợp pháp. Tại hầu hết các điểm bỏ phiếu sẽ tổ chức giám sát bằng video, được trang bị khung và máy dò kim loại cầm tay. Các đội an ninh đảm bảo giám sát trật tự công cộng ở Moscow suốt ngày đêm. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Nga phủ nhận thông tin cho rằng cảnh sát Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Trước đó, một số quốc gia đưa ra cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố ở Moscow và kêu gọi công dân của họ rời khỏi nước Nga. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ chính thức diễn ra trong tuần này, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Nga đang diễn ra trong nhiều ngày trong điều kiện có những rủi ro và lo ngại liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine, Bộ đội vụ Nga đã xác định an ninh chống khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên tuyệt đối trong những ngày này. Chính trị gia kỳ cựu của nước Nga ủng hộ ông Putin tiếp tục làm tổng thống. Ông Baburin, Chủ tịch Đảng Liên minh Toàn dân Nga bày tỏ tin tưởng Tổng thống Putin sẽ nhận được hơn 80% sự ủng hộ đồng thời, mong muốn cử tri Nga sẽ trao niềm tin cho ông ấy. Trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày từ 15 tới 17 tháng 3, Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow đã phỏng vấn ông Sergei Baburin, chủ tịch Đảng Liên minh toàn dân Nga, từng là một trong số các ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên, sau khi tập hợp đủ 100.000 chữ ký ủng hộ cần thiết, ông Baburin đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử để kêu gọi ủng hộ và đoàn kết xung quanh ứng cử viên đương kim tổng thống Vladimir Putin. Ông Baburin cũng từng là cựu đại biểu Nhân dân Xô Viết tối cao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân ông ngừng việc ứng cử của mình, ông Baburin cho biết, Tổng thống Putin hiện đang thực hiện những gì ông đã đề xuất trong chiến dịch tranh cử năm 2018 của ông, điều mà ông gọi là sự lựa chọn của nước Nga. Đó là dựa vào sức mình, dựa vào truyền thống văn hóa và truyền thống lịch sử của nước Nga. Đồng thời, ông cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Mỹ đang tiến hành hoạt động quân sự chống lại Nga ở Ukraine. Theo ông Baburin, đây là một cuộc chiến thực sự chống lại Nga, và trong tình hình này, xã hội Nga cần đoàn kết xung quanh tư lệnh tối cao và ủng hộ ông Putin. Theo ông Baburin, nước Nga sẽ phát triển một xã hội đúc rút từ kinh nghiệm của thời kỳ Xô Viết cùng với kinh nghiệm về văn hóa và lịch sử giống như Cuba, Việt Nam và nhiều nước vẫn giữ được cả cội nguồn xã hội chủ nghĩa và cội nguồn giải phóng dân tộc. Ông và đảng của ông sẽ nỗ lực để ông Putin tiếp tục cải cách theo hướng này. Theo ông Baburin, chỉ trong vòng 2 năm nền kinh tế Nga đã thoát khỏi cảnh bị tư bản nước ngoài chiếm hữu, điều mà nhiều năm trước không thể làm được. Điều này là nhờ vào chiến dịch quân sự đặc biệt, nhờ vào các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga, nên vốn nước ngoài mới rút ra khỏi nền kinh tế Nga và như thế, nước Nga đang củng cố sức mạnh 4, sản xuất của chính mình. Theo Marburin, hiện nay nền kinh tế nga đã mạnh hơn rất nhiều so với hai năm trước. Ông Marburin nêu rõ: "Chúng tôi đã loại bỏ được rất nhiều quả bom hẹn giờ của phương Tây, và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục loại bỏ chúng và tăng cường sản xuất của chính mình cả nông nghiệp và công nghiệp. Vì vậy, tôi hài lòng với những gì đang diễn ra trong hai năm này." Ông Marburin cũng khẳng định ông Putin thực sự là nhà lãnh đạo của đất nước. Nhìn chung trong cuộc bầu cử này không có sự lựa chọn nào khác. Đây là cuộc trưng cầu dân ý niềm tin vào những gì ông Putin đang làm. Ông Marburin bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống Putin sẽ nhận được hơn 80% sự ủng hộ đồng thời, mong muốn cử tri Nga sẽ trao niềm tin cho ông ấy. Ông Marburin cũng cho rằng tất cả những người bỏ phiếu cho Tổng thống Putin đều hy vọng ông sẽ thay đổi tình hình trở trong nước vì nước Nga cũng cần có sự thay đổi. Bàn tay vô hình định hình cuộc xung đột Nga-Ukraine Các UAV trở thành vũ khí quan trọng với cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng việc thiếu sự phối hợp trong quân đội đã đặt Kiev vào tình thế bất lợi. Đặc biệt, các hệ thống gây nhiễu cũng như tác chiến điện tử được ví như là bàn tay vô hình đã góp phần định hình chiến trường. Bàn tay vô hình định hình chiến trường Màn hình video của người lính Ukraine lúc đầu bị mờ. Khung cảnh cây cối gãy đổ và hố đạn pháo hầu như không nhìn thấy được, trước khi tối đen hoàn toàn Nga đã gây nhiều tín hiệu máy bay không người lái của Ukraine khi nó đang bay trên ngoài thị trấn Kremina ở miền đông nước này. Một số ngày mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng những ngày khác thì không. Máy bay không người lái rất dễ hỏng và bị gây nhiễu, binh lính Ukraine có biệt danh là DJ cho hay. Trong một thời gian, Ukraine đã tận hưởng lợi thế của những chiếc máy bay không người lái tự nổ được sử dụng như tên lửa tự chế. Các vũ khí này dường như là giải pháp thay thế hiệu quả cho đoạn pháo để tấn công các lực lượng của Nga hiện nay những ngày tồi tệ đã bắt đầu át đi những ngày thuận lợi đó của ukraine các biện pháp đối phó điện tử đã trở thành một trong những vũ khí đáng hợp nhất của quân đội nga sau nhiều năm mài dũa khả năng tác chiến điện tử vẫn là bàn tay vô hình trong phần lớn cuộc xung đột và giống như quân số cũng như nguồn cung đạn dược ukraine gặp khó khăn trong lĩnh vực này so với nga moscow có nhiều thiết bị gây nhiễu hơn có khả năng áp đảo các tín hiệu của ukraine bằng cách phát sóng cùng tần số có công suất cao hơn nga cũng thể hiện sự phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị của họ với việc viện trợ quân sự phương Tây bấp bênh và đạn pháo ở mức thấp, áp lực lên các phương tiện không người lái của Ukraine chỉ ngày càng tăng, khiến cho quân đội Kiev rơi vào tình thế ngày càng nguy hiểm. Các cuộc phỏng vấn với binh lính, chỉ huy và nhà phân tích quân sự Ukraine đều cho rằng khả năng gây nhiễu của Nga đã gây sức ép lên nguồn cung UAV hạn chế của Ukraine và đe dọa loại bỏ mọi thành phần quan trọng trong kho vũ khí của nước này khi Điện Kremlin sản xuất hàng loạt đội UAV của riêng mình. Quân đội Ukraine mô tả, trong khi một bên thực hiện những thay đổi về mặt công nghệ, chẳng hạn như sử dụng các tần số khác nhau hoặc thiết bị gây nhiễu cho UAV thì sau đó bên kia sẽ bắt kịp trong vài tuần hoặc vài tháng làm mất đi bất cứ lợi thế ngắn hạn nào. Ba B, một trung sĩ phụ trách trung đội UAV ở mặt trận phía đông Ukraine cho biết, có một cuộc chạy đua vũ trang liên tục, chúng tôi đang cải tiến công nghệ để đối phó với những thực tế mới trên chiến trường và trong một thời gian nữa, Nga sẽ lại phải phát minh ra một thứ gì đó mới có thể phòng vệ trước các cuộc tấn công của chúng tôi. Máy bay không người lái cỡ nhỏ giá rẻ đã trở thành một phần chính trong cuộc xung đột ở Ukraine kể từ năm 2014. Tuy nhiên, năm 2022, khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, việc sử dụng các phương tiện không người lái trên chiến trường đã tăng vọt. Năm 2023, Ukraine được cho là trên cơ trong cuộc chiến UAV bằng cách triển khai các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV với số lượng lớn. FPV đóng vai trò quan trọng với chúng tôi bởi các phương tiện này về cơ bản giống như là pháo di động, góp phần bù đắp cho tình trạng thiếu đạn pháo. Chúng có tầm hoạt động tương tự như là súng cối nhưng độ chính xác cao hơn nhiều, Diada, người điều khiển UAV thuộc lữ đoàn cơ giới 63 cho hay. Sức mạnh của pháo đến từ sự thiếu chính xác, bằng cách bao phủ các khu vực rộng lớn bằng đạn pháo có độ phân mảnh cao và nổ mạnh, nó có thể nhanh chóng làm gián đoạn các hoạt động trên chiến trường bằng cách gây thương tật cho binh lính và phá hủy các phương tiện. Đây là một chiến thuật gần như không thể lặp lại với một hoặc hai UAV giữa bối cảnh đạn pháo của ukraine suy giảm vào mùa thu năm ngoái và mùa đông các fpv đã phát huy hiệu quả trong việc hạn chế và tấn công liên tục các chiến hào và phương tiện của nga đạn pháo quý giá được dự trữ để đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ của nga tuy nhiên quân đội của nga kể từ đó đã cải thiện khả năng gây nhiễu và tận dụng thời tiết xấu làm lợi thế của mình tiến công trong sương mù và mưa trong khi uav gặp khó khăn khi bay cả hai bên đều nhanh chóng nắm bắt những phát triển và chiến thuật quan trọng của fpv của đối thủ hiện nay những công nghệ này đã hoàn thiện rất nhanh chóng cho hai bên Samuel Bennett, chuyên gia về máy bay không người lái quân sự tại Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Virginia cho hay. Tình thế bất lợi của Ukraine Đầu tháng này, đội quân nhỏ của DJ, một phần của đơn vị vệ binh quốc gia được biết là lữ đoàn Bureiv, đã thiết lập tiền đồn UAV trong những đống đổ nát của một trang trại gần tiền tuyến bên ngoài Crimea. Họ triển khai các thiết bị cần thiết để phát video và chuyển tiếp các lệnh từ phi công tới các FPV bao gồm anten, relay tần số, internet vệ tinh Starlink và máy tính sách tay. Trong hai nhiệm vụ đầu tiên, màn hình của DJ cho thấy thảo nguyên của Ukraine bên dưới khi UAV của Anh phóng qua khu vực hoang dã với tốc độ lên tới 96 km h Được gắn khoảng 1,3 kg chất nổ mạnh nhằm mục đích phá hủy các phương tiện của Nga. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tín hiệu đã bị mất do Nga đã gây nhiễu. Nhiệm vụ thứ ba nhằm vào một súng phóng lựu trong chiến hào của Nga đã thành công một phần. Chiếc UAV trị giá 500 đô la phát nổ ở một cái cây phía trên chiến hào, nhưng nó đã bị gây nhiễu cách đó chỉ vài mét trước khi phát nổ. Các binh lính Ukraine cho biết, mặc dù có khả năng mạnh mẽ nhưng các thiết bị gây nhiễu của quân đội Nga được triển khai không đồng đều dọc tiền tuyến gần 1.000 km và xe bọc thép của họ thường dễ trở thành mục tiêu vì chúng thường không được lắp các hệ thống gây nhiễu. Việc Ukraine tiếp cận với UAV và tác chiến điện tử đã được tài trợ và cung cấp một phần bởi các nhóm khác nhau ngoài quân đội, bao gồm cả ngành công nghệ thông tin mỗi đơn vị uav trên chiến trường đóng vai trò như một phòng thí nghiệm các công nghệ mới các thủ tục mua sắm và các nhiệm vụ chiến đấu trong khi đó cách tiếp cận của nga mang tính từ trên xuống nhiều hơn với sự giám sát quân sự chặt chẽ điều này khiến đội uav của nga trở nên dễ dự đoán hơn với ít sự thay đổi về mặt chiến thuật và chủng loại tuy nhiên nó cũng cho phép quân đội nga gây nhiễu uav của ukraine trên chiến trường mà không cần phải gây nhiễu thiết bị của chính mình bằng cách phối hợp giữa đường bay và các thiết bị gây nhiễu không có điều gì giống như vậy ở phía ukraine một người điều khiển uav của ukraine cho hay Việc thiếu cấu trúc chỉ huy rộng hơn có thể điều phối các đơn vị UAV dọc tiền tuyến, thường gây ra sự bối rối trong quân đội Ukraine. Người điều khiển UAV đôi khi có thể mất kết nối với máy bay của họ và cuối cùng phải nhìn qua camera của một UAV khác. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thành lập lực lượng các hệ thống không người lái, một phần mới của lực lượng vũ trang nhằm cải thiện sự tương tác giữa các đơn vị FPV với nhau. Tuy nhiên, khả năng sản xuất hàng loạt UAV trên quy mô công nghiệp của Nga là một vấn đề cấp bách Quân đội Ukraine cho biết họ thường buộc phải tranh giành UAV bất chấp cam kết của chính phủ về việc sản xuất hàng nghìn chiếc. Shep, chỉ huy một công ty UAV ở phía đông Ukraine cho biết, đơn vị của ông thực hiện 20 tới 30 nhiệm vụ sử dụng FPV mỗi ngày, tùy thuộc vào nguồn cung UAV cho họ, hầu như hoàn toàn đến từ sự quyên góp tình nguyện. Ông nói chính phủ hầu như không cung cấp cho đơn vị của ông. Tháng 7 năm ngoái, họ đã nhận được một số ít và sau đó lại nhận được một lần nữa vào tháng 12. Chúng tôi đang sản xuất nhiều nhất có thể, Shep cho hay. Song cho rằng không thể chỉ sử dụng FPV để giành chiến thắng trong cuộc xung đột này.